Kính thưa quý vị, Phong lại tiếp tục gửi đến quý vị hình ảnh những cây Lisam ở đây. Bây giờ như này cho dễ nè. Thôi thì chị em này sáng cũng giao lưu lấy 16 triệu 6 lấy được thì lấy chưa? Đấy là chị em gọi là lần này còn lần sau nữa. Em bảo hành với chị luôn. Chị lấy con này được. Con này chị về chị cứ để nguyên như này, chị để cho nó ra ngoài nắng nhiều. Cái dòng này là dòng sam trồng giá bền bỉ lắm, sức sống của nó bền. Nếu mà mình không thích trồng thì có thể thay chị trồng. Chị có thể cho ra chậu to hơn để nó bị đất non đi. Cứ kéo anh. Vâng vâng. Kéo chỗ láng anh đấy à? Tỉa luôn cây thùng láng. Khách đang giả 1,2 triệu này. Khách đang giả cây này 1,2 triệu đây này. Mày bật camera lên. Ừ, cây to này. Ừ. Rất nhiều tác phẩm đẹp. 1,2 triệu là giá rất hợp lý đấy. Anh bảo lấy đi, anh lấy 1,6 triệu. 1,6 triệu. Nhưng mà người ta cứ giả 1,2 triệu. Cái này mà đôi luôn. Đang ra hoa đẹp. Một cây Lisam rất là đẹp. Anh chủ thì bảo 1,5 triệu nhưng mà khách hàng thì họ giả 1,2 triệu quý vị ạ. Nên là rất là tiếc không giao dịch được cây này. Cây 1,2 triệu rẻ quá, không bán được. Kể công lắm. Nếu 1,2 triệu thì gọi là không có công luôn. Rất là tiếc. Rất là tiếc luôn. Một cây Lisam đang ra hoa rất là đây, quý vị có thể thấy hoa này. Cây này về chơi được ngay quý vị ạ. Bệ củ tương đối đẹp. Mà khách hàng thì chỉ giả 1 triệu chạy vừa rồi đấy, chỉ giả 1,2 triệu. Cây này thì anh bảo là anh bán gọi là trông hàng rồi bán hộ cho một chị khác ấy, thì cứ điện video thì chế bảo 1,6 triệu, không xin lỗi 1,5 triệu. Và cuối cùng chị cũng mải quá, chị đi luôn, chị về lễ hội đền Trần, nên là rất là tiếc cuộc giao dịch đã không thành công. Một tác phẩm không đánh giá cũng rất là cao. Lisam lá chung hoa tím, phát này bật lọc rất là đẹp. Đường kính với vanh gốc Phong xin phép được chia sẻ quý vị là 25, rất là to. Chiều cao, chiều cao bởi 65, chiều rộng 60 quý vị ạ, chiều rộng 60. Đấy. Đấy, ai có nhu cầu thì cứ đến khu vực đền Trần, cái tiệm cây cảnh ở đây thì quý vị có thể giao dịch. Giá chị đưa ra 1,5 triệu tương đối là hợp lý. Đấy, đã mất rất là nhiều công để gò tay như thế này.
Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi Lưu Trí Phong gửi đến hình ảnh cuộc giao dịch rất là tiếc đã không thành công một cây linh sàm rất là chất lượng. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.